Con kính chào sư phụ, em chào các anh chị trong câu lạc bộ La Hồ La và toàn thể các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Tuấn, pháp danh Tín Cường, khóa sinh khối 3 câu lạc bộ La Hồ La. Con xin phép được đặt một câu hỏi như sau ạ. Con năm nay đang học lớp 9, cũng là năm cuối cấp. Hiện giờ con đã đi được một nửa chặng đường của năm học cuối cấp rồi ạ. Bây giờ trong lòng con rất là lo lắng. Khi tới các đợt thi, con muốn được sự chỉ dạy, lời khuyên của sư phụ ạ. Con xin tri ân trên công đức của sư phụ ạ. Các con nghe rõ câu hỏi của bạn Tuấn chưa? Bạn Nguyễn Văn Tuấn chưa? Bạn Tuấn hỏi là bạn học năm lớp 9 rồi và năm cuối. Thế mà bạn đi được nửa chặng đường của năm học cuối rồi. Thế bây giờ thì bạn ấy đang lo lắng cho cái đợt thi tới đây. Thế thì bạn làm thế nào? Thế thì sư phụ xin chia sẻ với Nguyễn Văn Tuấn thế này con nhé. Cái việc mong muốn và đạt được mong muốn, gọi là tất đạt đấy, con hiểu không? Thì nó phải có rất nhiều yếu tố. Không phải cái gì mình mong muốn mà nó cũng thành tựu được. Mong muốn này xong phải có cái cách thức, biện pháp thực hiện cái mong muốn đó. Bây giờ ở đây sư phụ nói là các con đã học năm cuối của cấp 2, muốn được vào cấp 3, vào đúng trường, đúng lớp, đúng không? Thì phải thi. Thế thì muốn thi mà đạt được thì cái điều đầu tiên là các con phải học bài, phải không? Con phải học bài, phải làm được bài. Thế muốn làm được bài thi thì con phải có học bài. Phải không? Con không nhớ công thức, con không nhớ hàng đẳng thức, con không thể làm được bài. Đó, thế cho nên cái đầu tiên để con thi, để thi được là con phải học, phải chăm học. Cái này sư phụ phải nói rất là rõ. Các con tuy là đệ tử Phật, đệ tử sư phụ, nhưng không phải vì là đệ tử Phật, là đệ tử sư phụ là đi thi là đỗ đâu. Nghe không? Vì Đức Phật không dạy các con là cứ làm đệ tử Phật là đi thi là đỗ, là làm gì cũng được. Nếu mình không gieo đúng cái nhân. Cái nhân để đi thi đỗ đó là phải học bài, nhớ bài và phải làm được bài. Học được bài này xong nhớ được bài, nhưng nhiều khi như đến khi vào phòng thi lại run lại không làm được. Đấy là không làm được bài. Nghe không? Đó, thế thì học được bài, nhớ được bài nhưng phải làm được bài. Thế thì để học được bài, nhớ được bài thì phải chăm chỉ, phải chuyên cần. Có đúng không? Thế và muốn như vậy nữa thì con lại phải có sức khỏe. Nếu mà yếu quá, mệt quá, không nhớ được. Thế cho nên con phải rèn luyện sức khỏe, phải thể dục này, ăn uống điều độ này, nhớ. Ăn uống điều độ, thể dục cho thân thể khỏe mạnh thì trí nhớ con mới tốt được. Đấy, thì con học bài nó dễ nhớ, dễ thuộc, đúng không? Thế rồi con rèn luyện sức khỏe tốt thì khi vào phòng thi con ít bị run, không bị run. Nhiều người run quá là quên hết. Đó, Tuấn hiểu không? Vào run quá, quên hết luôn, không nhớ tí gì nữa là không làm được bài. Đó, thì đấy là một cái đầu tiên nhé. Là sư phụ khuyên tất cả các con mà Đức Phật cũng phải dạy như vậy. Cái thứ hai là các con lễ Phật sám hối để trừ những cái nghiệp xấu cũ, cái nghiệp không tốt ấy. Có những người bị mắc những cái nghiệp không tốt là đến lúc đi thi là tự nhiên là đầu óc lú lẫn hết, quên hết. Đấy là nghiệp không tốt nó trổ ra, nó che đi trí tuệ mình. Hoặc là đến lúc mình đi thi mình bị gặp một cái chướng ngại, tự nhiên nó đúng ngày đi thi mình bị đau mắt, đúng ngày đi thi mình bị nhức răng, là đầu nó đau, không thể nhớ được cái gì. Hay đúng ngày đi thi tự nhiên hôm mình lại bị đau bụng, thế là bỏ phòng thi không thi được nữa. Gọi là bị chướng ngại trong việc thi cử. Nghe không? Đấy là do nghiệp cũ nó trổ ra. Nghĩ ác nghiệp, đấy gọi là ác nghiệp con đã gây từ tiền kiếp hoặc là trong đầu kiếp này con gây mà đến bây giờ nó trổ ra, khiến cho các con khi đi thi là bị chướng ngại. Nhá? Hoặc là đúng đến lúc con đi thi con bị cảm, để do cái nghiệp này nó khiến cho con bị cảm. Thế là đầu choáng váng, không còn đau đầu, nhức đầu, không nhớ được gì nữa. Nghe không? Thế thì cái này sư phụ khuyên các con là dành thời gian phải lễ Phật này, sám hối cái nghiệp chướng ngại việc tu hành nhé. Cái nghiệp nó gây ra chướng ngại việc tu hành, con phải lễ Phật này, con sám hối này, và con tác phước, nghe không? Ví dụ bố mẹ cho tiền, con có thể dùng tiền đấy con in ấn kinh điển để biếu cho mọi người cùng đọc. Thế thì con được thêm cái phước do con in ấn kinh điển này, hay là do con nghe pháp này, con được cái phước báu. Cái phước báu ấy nó trợ duyên cho cái việc thi cử của con nó được tốt. Nghe không? Đấy, thì có rất nhiều cái nữa nó trợ duyên cho việc thi cử được tốt. Thế thì sư phụ khuyên con nhé, cái đầu tiên thiết thực nhất ấy là phải rèn luyện sức khỏe này, chăm chỉ này,
Thứ hai là phải học bài chăm chỉ, học bài làm bài chăm chỉ để cho mình thuần thục với cái phương pháp mà giải bài đi, giải toán đi nhá. Học những cái đấy cho thật tốt thì con mới có thể làm được. Còn nếu không học tí nào đi thi để Phật phù hộ cho mình đỗ thì Phật không phù hộ thế được. Con ạ, không bao giờ Phật đi phù hộ cho người không học mà lại bảo đi thi được đỗ nhé. Mặc dù cũng có những người họ đi thi họ rất gặp may mắn do phước báu của họ, nhưng mà cái chính mình vẫn phải chịu khó học tập, chịu khó làm bài nhé, để thì đến lúc vào thi mình mới tốt được. Thứ nữa là có sức khỏe cho tốt, để cho mình đầu óc nó được minh mẫn con ạ. Và thứ nữa là con sám hối các cái nghiệp chướng ngại việc thi cử, chướng ngại cái đường học hành công danh của mình. Đã, con nghe chưa? Nhá, Tuấn nghe chưa? Thì đó là sư phụ khuyên con nếu bây giờ phải làm cấp tốc những việc này nhá. Con chăm lễ Phật, sám hối đi này, rồi phát nguyện nghe pháp, có dành một thời gian để nghe Phật pháp để con được tiêu nghiệp, hoặc là con in kinh điển biếu cho mọi người nhá. Đấy là những cái ý nó trợ duyên rất tốt cho việc thi của con. Thế nhưng đồng thời việc học là không bao giờ được bỏ, phải chăm chỉ học hành nhé. Lười học thì khó có thể đỗ được lắm. Đấy là sư phụ khuyên con những cái lời khuyên rất là thiết thực. Tuấn nghe chưa? Và xin tri ân con đức tên sư phụ ạ. Sư phụ chào con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính chào sư phụ ạ. Em kính chào con. Em kính chào các anh chị em và các bạn trong Ban La Hầu La. Con tên là Vũ Minh Hải, pháp danh Phúc Bảo. Con là khóa sinh khối 1 lớp 14 trong Ban La Hầu La. Gia đình con đang tu tập theo đạo tràng Minh Tuệ Nam Tử Liêm. Hôm nay con xin được gửi tới sư phụ một câu hỏi mà con đang thắc mắc ạ. Con nhớ sư phụ giảng là quả cao nhất của cư sĩ tại gia là quả thánh tu Đà Hoàn, mà con thấy trong bài kinh Người Đọc Được Tâm, mẹ trưởng làng Matika lại chứng đến tận quả Anaham cơ ạ. Tại sao lại thế ạ? Con kính mong sư phụ giải thích cho con được hiểu rõ ạ. Con xin tri ân sư phụ ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các con nghe rõ câu hỏi của bạn Vũ Minh Hải chưa? Bạn Vũ Minh Hải hỏi rằng bạn Vũ Minh Hải có nghe sư phụ giảng ở đâu đó là người cư sĩ tại gia chỉ tu chứng được quả tu Đà Hoàn mà thôi. Thế nhưng mà trong cái bài giảng, bài kinh Người Đọc Được Tâm á, thì bà nữ cư sĩ ở tại gia ấy lại chứng được quả Anaham. Thế thì bạn Vũ Minh Hải, bạn thấy nó hơi bị lệch nhau, nó không có đúng khớp, cho nên bạn thắc mắc, bạn hỏi sư phụ. Nhá, thì sư phụ xin trả lời cho bạn Minh Hải và tất cả đại chúng thế này. Có lẽ là bạn Vũ Minh Hải nghe nhầm đó. Sư phụ chưa có giảng, chưa bao giờ sư phụ nói là người cư sĩ tại gia chỉ chứng được quả tu Đà Hoàn nhé. Mà người cư sĩ tại gia có thể chứng được đến quả A-la-hàm các con ạ. Chỉ không chứng được quả A-la-hán thôi. Đấy, người cư sĩ tại gia không chứng được quả A-la-hán thôi. Nếu mà có chứng quả A-la-hán ấy, thì ngay trong ngày đấy phải cạo tóc xuất gia. Nếu buổi sáng mà chứng quả thì ngay lập tức đầu giờ chiều là phải đi xuất gia ngay. Không thì không tồn tại được các con ạ. Hoặc là nếu không đi xuất gia thì phải nhập Niết Bàn, tức là phải nhập diệt. Đấy là theo Kinh Phật nói. Đó, thì đấy là với người cư sĩ tại gia. Tại vì sao các con? Vì Đức Phật nói rằng quả vị A-la-hán ấy, nó cực kỳ là to lớn, nó cực kỳ vĩ đại. Cho nên hình tướng của người cư sĩ tại gia không thể chứa nổi cái công đức của quả vị A-la-hán. Phải là người xuất gia, thụ giới xuất gia thì mới đủ cái sức chứa công đức của quả A-la-hán. Mà hình tướng người Phật tử tại gia chỉ có thể chứa nổi cái quả A-la-hàm mà thôi. Có thể chứng được quả A-la-hàm mà thôi. Còn khi mà chứng lên quả A-la-hán thì ngay lập tức phải xuất gia. Nếu không xuất gia thì sẽ nhập Niết Bàn các con ạ. Đó. Thế thì sư phụ lấy ví dụ cũng giống như ở trong đời các con. Có những cái loại nước mà các con có thể đựng bằng cái bình inox được, bình sắt được. Và ví dụ như là nước đường, nước cam, nước chanh. Các con đựng bằng cái cốc, bằng cái ca sắt, ca nhôm được. Thế nhưng mà cái nước axit ấy thì các con không thể đựng được bằng cái ca nhôm được, ca sắt được, mà các con phải đựng bằng cái ca bằng thủy tinh, cái cốc bằng thủy tinh thì nó chứa được axit các con ạ. Đó.
Thế thì ở đây sư phụ lấy cũng vậy, cái quả vị A La Hán, cái công đức của quả vị A La Hán nó cũng ví giống như là nước axit vậy đấy, mà cái thân thể người cư sĩ tại gia không thể chứa nổi. Nó rất là lớn vì công đức nó lớn lắm các con ạ. Hình tướng người tại gia không chứa nổi nhé. Thế thì ở đây là sư phụ đính chính lại để cho bạn Vũ Minh Hải hiểu được là sư phụ có lẽ là con nghe nhầm, sư phụ chưa từng giảng là người cư sĩ tại gia chỉ chứng được quả Tu Đà Hoàn con nhé, mà người cư sĩ tại gia có thể chứng đến quả A Na Hàm, nhưng mà hiếm lắm đấy con ạ. Ở tại gia mà tu được giống như bà nữ cư sĩ mẹ của thôn trưởng Makita đấy là hiếm lắm đấy, không phải dễ, vì người tại gia của chúng ta rất là bận nhiều công việc, gia duyên trói buộc, không thể chuyên tâm tu tập được mà chứng quả A La Hán đâu con ạ. Cho nên chỉ có xuất gia thì là thuận lợi nhất, người xuất gia là có nhiều thiện duyên để tu tập nhất để chứng quả, chứng thánh quả con ạ. Đó, thế thì hôm nay sư phụ đính chính lại để cho bạn Vũ Minh Hải cũng như tất cả các con nhớ rõ đây là kiến thức Phật pháp nha. À, người tại gia có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Duy nhất quả A La Hán là không chứng được thôi. Và nếu có chứng thì ngay lập tức phải trở thành người xuất gia. Còn nếu không thì ngay lập tức phải nhập Niết Bàn. Các con ạ, à, đấy, vì công đức của quả A La Hán rất là lớn nhé. Đấy, vì nhập Niết Bàn thì cũng không phải là cái gì sợ hãi đâu, vì nhập Niết Bàn là cực kỳ hạnh phúc đấy các con ạ. À, thế nào? Đấy nhé, thì sư phụ trả lời như vậy để cho các con hiểu về cái này là về giáo lý đấy nha. Con kính bạch chị sư phụ, ngày hôm nay thì ngoài các bạn tham gia qua Zoom thì cũng có các bạn nhỏ tham dự qua các kênh YouTube của chùa, thì các bạn cũng có gửi câu hỏi về, thì sư phụ trả lời, thì con xin phép sẽ đọc câu hỏi ạ. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Quyên Trần Đức qua YouTube của sư phụ ạ. Con xin phép đọc câu hỏi ạ. Con bạch sư phụ, con xin hỏi sư phụ, tại sao Đức Phật và Quan Âm Bồ Tát đều là con vua xuất gia nhưng Đức Phật lại đứng cao hơn ạ? Con xin tri ân sư phụ ạ. À, các con biết đấy, ở đây là hầu hết các vị Phật, các vị Đại Bồ Tát thì những cái kiếp mà gần sau cùng này các ngài chỉ có sinh ra, một là dòng dõi vua chúa, hai là dòng dõi Bà La Môn con ạ. À, tức là dòng dõi gọi là rất được tôn trọng ở trong xã hội. Không có Đức Phật nào mà lại sinh ra trong một cái dòng dõi thấp kém cả. Đức Phật của chúng ta và các Đức Phật trong quá khứ, các ngài đều sinh ra trong dòng dõi rất cao quý. Một là dòng dõi vua chúa, hai là dòng dõi Bà La Môn. Cái dòng dõi Bà La Môn nghĩa là dòng dõi rất có ăn có học đấy, gọi là học thức ở trong xã hội. Chứ không bao giờ Đức Phật sinh vào những cái dòng dõi thấp kém, hạ tiện, làm nô lệ, làm người ăn ở, người hầu, làm những cái giai ở trong những cái giai cấp thấp các con nhé. Đấy là do cái đặc biệt cái công đức phước báu của các ngài. Thế cho nên Quan Âm Bồ Tát á, nghe không? Thì thực ra là hiện thân Quan Âm Bồ Tát, nhưng chính thức ngài thì cũng là thành Phật rồi. Nhưng mà ngài thành Phật rồi nhưng mà ngài lại hiện thân làm Bồ Tát con ạ. Thế thì đối với giáo lý đạo Phật của chúng ta thì hiện thời Phật bao giờ cũng phải trên Bồ Tát. Các con nhé, tu hành thì phải từ Bồ Tát mới lên thành Phật, cho nên Phật bao giờ cũng cao hơn Bồ Tát. Mặc dù Quan Âm Bồ Tát đã thành Phật rồi nhưng mà đang đóng vai làm Bồ Tát thì vẫn phải ở dưới Phật Thích Ca. Các con hiểu không nào? Đấy, giống như đóng vai làm vua thì vua phải ngồi trên, còn mình đóng vai làm quan mình phải ở dưới, nghe không? Thế thì ở đây bạn Trần Trần Đức Quyền, bạn hỏi sư phụ là tại sao Quan Âm Bồ Tát và Đức Phật Thích Ca đều là con vua đi xuất gia nhưng mà Đức Phật lại đứng cao hơn. Vì Đức Phật là Phật, Quan Âm Bồ Tát là Bồ Tát, đang đóng vai Bồ Tát. Ngài tuy là Phật nhưng Ngài đóng vai Bồ Tát thì Ngài phải ở dưới Đức Phật. Cho nên chúng ta thờ Phật ấy, ở nhà mình có thờ thì bao giờ ảnh Phật này, tượng Phật này cũng phải cao hơn là ảnh và tượng của Bồ Tát. Các con hiểu không nào? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù đều phải đứng dưới Phật hết nhé.
Mặc dù ở đây sư phụ nói con, ví dụ như trong kinh nói á, Bồ Tát Văn Thù còn là thầy dạy của 7 Đức Phật cơ. Ngài còn dạy để cho mọi người thành Phật, tức là Ngài thừa sức thành Phật, nhưng mà Ngài lại không không thành Phật. Giống như Bồ Tát Địa Tạng đấy, Ngài nguyện bao giờ chúng sinh trong địa ngục hết Ngài mới thành Phật cơ. Thế thì Ngài Bồ Tát Địa Tạng, Ngài đã dạy rất nhiều người tu thành Phật. Giống như Ngài Địa Tạng dạy cho sư phụ này, dạy cho các con, sau này chúng ta tu thành Phật rồi, nhưng mà Ngài Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa chịu thành Phật đâu. Đấy, khi mà chúng ta thành Phật thì chúng ta vẫn đứng cao hơn Bồ Tát Địa Tạng. Các con hiểu chưa nào? Đó nhé. Thì đây là hiện kiếp, hiện tại, ai ở vai nào thì phải đúng vị trí của vai đó. Các con nghe chưa nào? Đang ở vai làm Phật thì phải ở vị trí của Phật, đang ở vai Bồ Tát thì phải ở vị trí của Bồ Tát, Bồ Tát thì phải thấp hơn Phật. Các con hiểu chỗ này không? Nha. Vâng ạ, con xin chia sẻ sư phụ. Và con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mai Ngọc qua YouTube chùa Ba Vàng ạ. Con xin kính bạch sư phụ, là vì nghiệp gì mà con đã lên lớp 6 rồi mà vẫn còn cắn móng tay ạ? Con xin chia sư phụ ạ. Các con nghe rõ câu hỏi này không? Bạn Mai Ngọc hỏi rằng bạn ấy lên lớp 6 rồi, lên lớp 6 là mười mấy tuổi rồi nhé, 12 rồi, mà bạn ấy vẫn cắn móng tay. Thế ở trong Zoom đây có bạn nào vẫn còn cắn móng tay không? Có ai còn mút ngón tay không? Sư phụ nhớ ngày xưa sư phụ còn bé, ở quê sư phụ có một cô bé này. Nói là cô bé nhưng mà cô năm ấy cũng phải độ 13, 14 tuổi rồi. Cô vẫn cứ mút ngón tay các con ạ. Lúc nào cô cũng cho cái ngón tay trỏ vào trong miệng, cô mút không rời ra. Lúc nào cô cũng ngậm ngón tay, cũng mút ngón tay. Mà mút đến nỗi cái ngón tay ấy nó bé lại, nó không lớn lên được cơ mà các con ạ. Cô ngậm ngón tay, cô mút ngón tay từ bé cho đến mười mấy tuổi. Đó thì cũng giống như là bạn Mai Ngọc này. Bạn Mai Ngọc là đến nay học lớp 6 bạn vẫn cắn móng tay. Thì bạn hỏi sư phụ là tại sao lại như vậy. Thế thì ở đây sư phụ nói này nhé, các con nhớ mọi cái thói quen của mình đều tạo thành một cái nghiệp lực con ạ. Cái chữ nghiệp lực ấy chính là thói quen đấy. Nếu các con cắn móng tay thường xuyên thì nó trở thành một cái nghiệp lực. Cái nghiệp ấy lại khiến các con thường xuyên cắn móng tay. Đó. Các con mà mút ngón tay thường xuyên thì cái việc mút ngón tay ấy lại trở thành nghiệp lực khiến các con thường xuyên mút ngón tay. Cứ làm cái việc gì thường xuyên thì các con sẽ trở thành một cái thói quen. Thói quen đấy gọi là nghiệp đấy các con ạ. Nhớ. Thế thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là những thói quen xấu thì chúng ta phải bỏ. Cắn móng tay là một thói quen xấu. Thứ nhất ấy là các con rất dễ bị nhiễm khuẩn, do móng tay các con bẩn, mất vệ sinh, con cắn nó sẽ đem vi khuẩn vào trong miệng và ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, có thể bị nhiễm độc, bị nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn. Đấy là cái đầu tiên là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Thứ hai là cái móng tay của các con nó nham nhở ra, nó rất là xấu, nó không đẹp, đúng không? Mà móng tay ấy mà khi các con gãi á, nó nham nhở, nó làm xước da mình ra, lại nhiễm trùng da, không tốt nhé. Thứ ba là thói quen này là một cái thói quen xấu, vì nhìn một người mà cứ đưa tay lên để cắn móng tay thì người ta không thấy đẹp, và người ấy có đi đâu giao tiếp ấy thì bị mất điểm. Các con hiểu không? Đi ra ngoài để tiếp khách giao tiếp mà cứ đưa móng tay lên cắn thì con thấy có ai người ta thích không? Người ta sẽ chán ngay. Có khi người ta định ký hợp đồng mà mình lại thấy mình cắn móng tay, người ta thôi không ký hợp đồng nữa, nghe không? Đó. Thì đi giao tiếp mà cắn móng tay là một điểm xấu. Cũng giống như giao tiếp mà ngồi rung đùi ấy, người ta bảo là xấu các con ạ. Nhé. Thế thì đây là cái hình ảnh xấu, hành vi xấu. Các con phải biết nó là xấu thì kiên quyết bỏ. Nhé. Thế thì ở đây ấy, bạn Ngọc Mai có thể tập dần để bỏ. Nhé. Con định cắn móng tay thì con không cắn nữa. Hoặc là con sẽ bấm ngón tay cho nó ngắn hẳn đi. Thì không cắn được nữa. Con đừng để móng tay dài. Bây giờ con mua cái bấm móng tay về, con bấm cho nó ngắn hẳn luôn. Giống như sư phụ đây này, sư phụ không bao giờ để móng tay dài. Thì làm sao mà cắn được, con thấy không? Không bao giờ để móng dài, nó cứ dài ra một tí thôi là sư phụ bấm rồi. Không để móng tay dài. Thì móng tay dài rất là mất vệ sinh, các con ạ. Đó, thế thì bạn Mai Ngọc nên thường xuyên bấm móng tay. Nhớ, mua móng tay về
cái bấm móng tay về, bấm móng tay thường xuyên thì không còn móng tay nữa để mà cắn. Thì là tự nhiên dần dần con sẽ bỏ được cái thói quen cắn móng tay nhé. Và ý thức rằng cắn móng tay là rất xấu, là không tốt thì con sẽ bỏ được nhé. Thì sư phụ chúc cho Ngọc Mai là tinh tấn và kiên quyết làm sao mà sang năm mới là phải bỏ được cái cắn móng tay nhé. Nếu bỏ được cắn móng tay về chùa, sư phụ sẽ tặng cho mấy cái bấm móng tay nữa nhé.